Event Đức Vi xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng tham quan khu nghĩa trang Ngân Hà Viên, một trong những mô hình kiểu mẫu về công viên nghĩa trang kết hợp cây xanh. Chúng ta cùng đi vào tham quan. Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên được quy hoạch với các khu chức năng riêng biệt, tiện nghi khép kín, chia thành 12 khu chức năng gồm khu quản lý dịch vụ, khu nhà xưởng, khu đài hóa thân, khu khuôn viên nhà để cho thờ sau khi hóa thiêu, khu cây xanh, hồ nước, bãi đỗ xe, khu thờ thần linh thổ địa và 5 khu an táng theo quy hoạch từ Ngân Hà Anh đến Ngân Hà Em. Trục chính của Ngân Hà Viên được bố trí dọc theo hướng đông tây, có hướng từ cổng Tam Quan đến hồ Bán Nguyệt, tạo trục xương sống cho toàn khu X3 của đối hiện trạng phía tây khu đất được doanh nghiệp giữ lại kết hợp với hồ Bán Nguyệt tạo nên thế tựa sơn, đạp thủy cho cả khu vực nghĩa trang. Ngân Hà Viên rộng khoảng 40 đến 45 ha. Đều mừng đau đau cũng thấy kết tường văn hành ý ân cần chữ pháp hiền toàn thân nam mô hồng văn cái. Các bạn lần đầu cái kênh cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ mình. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một mùa vô lan, báo hiếu thật an lành, tháng 7 cô hồn thật là an nhiên và gặp nhiều may mắn về tài lộc cũng như sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hoa sen tây trúc dậy thơm ngát quả phúc nam diêm được tốt tươi dài kết tiêu tai thêm tuổi thọ vừng vàn bản mạnh được yên thôi bởi hai nguyện hình hóa Phật vũ lòng coi. Hoa sen tây trúc dậy thơm ngát quả phúc nam diêm được tốt tươi dài kết tiêu tai thêm tuổi thọ vừng vàn bản mạnh được yên thôi bởi hai nguyện lớn giáo chủ đông phương con chín đèn soi sáng đàn trường. Bảy bài đức chân thường lễ bài tám thường tia tê tai nạn được thọ trường nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Pháp. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Pháp. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Pháp. Kể cái kiến pháp này màu nhiệm rất cao sao ư kiếp môn đại trường dễ gạt nay được thấy nghe được thủ trì. Con thề giải nghĩa chân như Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Khai Báo Tạng Bồ Tát Ma Ha Pháp. Nam Mô Khai Báo Tạng Bồ Tát Ma Ha Pháp. Nam Mô Khai Báo Tạng Bồ Tát Ma Ha Pháp. Kinh nói về công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ý Qua Như Lời đúng thực như thế chính tôi được nghe một thời bấy giờ. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngân Hà Viên còn được coi là mô hình công viên nghĩa trang hiện đại, được quy hoạch và áp dụng các quy chuẩn về đảm bảo yếu tố môi trường theo các công viên nghĩa trang hàng đầu trong toàn quốc ấy. Nghĩa trang được bố trí hồ điều hòa nhằm thu gom triệt để nước mặt, nước ngầm để xử lý đạt chuẩn vệ sinh trước khi thoát ra suối. Chất thải rắn được thu gom, xử lý trong khu vực và vận chuyển đến nơi xử lý rác thải chung của thành phố. Nghĩa trang có kết cấu địa chất tốt, khô ráo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm nằm rất sâu dưới lòng đất. Cùng với hệ thống nhà vệ sinh, thùng gom rác, khuôn viên cách ly, luôn bảo đảm các quy chuẩn an toàn về môi trường. Mọi người dạo quanh công viên sinh thái Ngân Hà Viên. Hệ thống cây xanh, khuôn viên vườn hoa. Có mưa, có cả chim chóc. Rất là rộng. Rộng 40 đến 45 ha. Khu đồi có cây lát. Sống khác. Nam mô Tất Lợi Ma Ha Đề Tỳ Giá Đạt Nễ Giá Tha Ba Lợi Phủ Lâu La Giá Lì Tam Bàn Đà Đà Xá Ni Ma Ha Tỳ Ha Na Giá Đề Tam Bàn Đà Tỳ Ni Giá Đề Ma Ha
kha lợi giả ba lễ ba la ba lễ tát đi phà lật tam tam ban đa tô văn đề đế phu lệ đa đời đa đạt ba đế ma ha tỳ khổ tất đế ma ha di đạt đế đâu bà tăng kỳ đế hê đế tỳ tăng kỳ hê đế tam ban đa ta đâu bà na ni nam mô ni câu địa bồ tát ma ha tát Nam mô Ni Câu Địa Bồ Tát Ma Tát Nam mô Ni Câu Địa Bồ Tát Ma Tát Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát Thực Hành Sâu Xa Pháp Bát Nhã. Và mời các bạn cùng đến với khu tâm linh, những cái lăng mộ đẹp ở đây này. Có thể thấy rằng những cái hoa văn họa tiết chạm trổ rất là sắc nét và đi cái tông màu theo khối phiến đá rất là màu trang nhã và phù hợp với cái không gian tâm linh. Ban nhạc lễ đang chuẩn bị để cho lễ cúng rằm tháng 7 tại Ngân Hà Viên. Thank you.
kia. Vậy là chúng ta đi vòng tiếp tục. Đây là lối ra, đây là lối ra các bạn. Ngân Hà Viên thì cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 6,5 km đến 7 km cạnh nghĩa trang Dốc Lim, trục đường đi sang thành phố Sông Công và đi vào trại ngựa các bạn nhé. Thank you.
xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video và hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Thank you so much. Thank you everyone watching channel. Thank you. See you again next video.